người trí tuệ tuyệt sẽ không làm điều vô bổ này. Thưa quý vị và các bạn, nhiều khi chúng ta kiệt sức không phải vì công việc mà do những cuộc xã giao vô bổ. Vì vậy, người trí tuệ thì tuyệt đối đừng làm điều này. Đã bao giờ bạn trải qua chuyện như thế này chưa? Bạn tới dự một buổi tiệc và hàn huyên, luôn miệng thăm hỏi và tỏ ra niềm nở đón tiếp một nhóm người xa lạ. Khắp căn phòng đều là những lời khách sáo ngọt ngào có cánh. Mọi người cùng nhau tươi cười đàm đạo, kính rượu chúc tụng, lưu số điện thoại của nhau, kết bạn trên mạng xã hội. Nhưng ba ngày sau, bạn lại không thể nhớ được họ là ai. Thử ngẫm lại, chẳng phải thời gian và tinh sức của chúng ta đa phần đều bị những cuộc ngoại giao vô bổ này chiếm dụng hay sao? Có người nói, nhiều lúc tính bằng đóng chính xác và trực quan hơn là tính bằng cái. Điều này cũng rất có lý. Mỗi lần có việc lớn, việc nhỏ, một số người thường tìm đủ mọi lý do tổ chức ăn uống, tiệc tùng, hội đồng lớp, hội đồng hương. Cả một đống người tụ tập bên nhau ăn uống náo nhiệt, vui, quên cả lối về. Dù rượu say nát hơn tương bần, dù dạ dày quặn đau hơn cả xoắn, dù gia đình lo lắng, càm ràm cũng chẳng hề hấn gì. Nếu hỏi họ tại sao lại như vậy, câu trả lời chắc không gì khác ngoài câu chỉ có ăn uống tới bến thì quan hệ mới tốt, mới được việc. Thật sự là như vậy sao? Dĩ nhiên là không rồi. Tôi có anh bạn tên là Cương. Lúc mới bắt đầu kinh doanh công ty quảng cáo, vì muốn tích lũy thêm mối quan hệ, kiếm đơn hàng, Cương thường ra vẻ mình rất rỗi, có hẹn là đi, có ăn là đến. Có lần, vì tiếp đãi khách hàng tiềm năng lớn, Cương dứt khoát qua đêm không về nhà. Cùng khách hàng vui chơi hết điểm này đến điểm khác, thâu đêm suốt sáng. Đúng lúc vợ Cương cũng đi công tác xa, con cái ở nhà không ai trông, quấy khóc liên tục khiến bố Cương bị tăng xong. Vậy mà sau lần đó, khách hàng cũng không đưa đơn hàng quảng cáo cho công ty Cương. Với lý do đây là dự án KPI của năm, nên phải tìm công ty hoành tráng hơn để làm. Nói thẳng ra, khách hàng rất lý tính. Sự tiếp đón nhiệt tình và chu đáo của Cương không thể bù đắp được điểm yếu chuyên môn của công ty. Cương từng đưa ra kết luận rằng tụi ngốc quá, hành tẩu giang hồ, tâm lý ai cũng là một cán cân. Bạn có bản lĩnh hay không, có thể làm được việc hay không, người khác đều nhìn thấy rõ cả. Tác gia Chu Quốc Bình từng nói, thứ chi phối chủ đạo các mối quan hệ xã giao không phải là tình hữu nghị mà là lợi ích cá nhân. Tụ tập náo nhiệt vô bổ chẳng qua chỉ là điểm xuyến cho những tình cảm đã qua, chứ không phải là minh chứng để người khác khẳng định bạn. Tửu lượng không phải là thực lực. Tình cảm ly đi chén lại bắt đầu trên bàn rượu và cũng sẽ kết thúc tại bàn rượu. Nó không thể biến hiện, càng không thể kéo dài. Nếu cứ mãi xa lầy trong đó, sẽ chỉ khiến bản thân hao tâm tổn tứ mà thôi. Không phải ai cũng đáng để kết giao. Tiều phu lên núi đốn củi, gặp người chăn dê. Người chăn dê vì muốn giết thời gian nên vừa trông dê ăn cỏ, vừa lôi kéo tiều phu nói chuyện với mình. Để thỏa mãn người chăn dê, anh tiều phu gác lại công việc trong tay, dùng sức chuyên tâm vào cuộc trò chuyện. Trời đã tối, người chăn dê vui vẻ, đuổi đàn dê ăn no tròn bụng về nhà. Còn tiều phu, hai tay không thất thiểu ra về, trở thành câu chuyện cười trong mắt mọi người. Cậu là người đốn củi, còn anh ta là người chăn dê. Cậu trò chuyện với anh ta cả ngày trời, dê người ta ăn no căng bụng, còn củi của cậu ở đâu? Trong cuộc sống, cũng có không ít người như vậy. Vì muốn hòa đồng, vì muốn có cảm giác tồn tại mà bấu phiếu khắp nơi đến nỗi quên mất cả đường của mình. Trong sách truyện cổ tích Alice Eternal Stop có viết, mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 8.263.563 người.
chào hỏi 39.778 người, quen biết 3.619, thân thiết 275, nhưng cuối cùng đều ly tán trong biển người. Duyên đến, duyên tàn, người đến người đi đều là chuyện thường, không phải ai cũng đều có thể kết giao làm bạn, nên buông tay với những người bạn không cùng chung chí hướng. Quảng Ninh và Hoa Hâm là hai người bạn từng dính với nhau như hình với bóng. Trăng thanh gió mát, phẩm rượu ngâm thơ, bàn luận thế sự thật hoan hỷ biết bao. Nhưng gặp cảnh náo nhiệt, xe sang ngựa quý, Hoa Hâm bức rứt phải đi xem cho bằng được. Đến khi trở lại, Quảng Ninh đã cắt đôi chiếc chiếu hai người ngồi chung, tuyệt giao với Hoa Hâm. Không đồng chí hướng, khó làm bạn bè. Lỗ Tấn và Nhuận Thổ lúc trẻ qua lại thân thiết với nhau, hai người cùng nhau trong dưa hấu, canh con trai, bắt chim sẻ, nhặt vỏ sò. Nhưng nhiều năm sau gặp lại, Nhuận Thổ cung kính gọi Lỗ Tấn là ông, khiến giữa hai người mọc lên một bức tường ngăn cách, coi như chấm dứt duyên phận thời trẻ. Tác giả Tuyết Tiểu Thiền từng nói, con người đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ dần thu hẹp lại mọi thứ. Đến cuối cùng còn lại hai ba người tri kỷ, một cốc trà nhạt, sống cuộc sống mà mình muốn. Quãng đời còn lại không nhất thiết phải mời tất cả mọi người bước vào cuộc sống của mình. Trải qua sự gột rửa của thời gian, chỉ còn lại hai ba người tri kỷ vốn đã chiến thắng nghìn vạn mối tương giao trôi nổi. Xã giao vô ích không bằng ở một mình. Từng xem một đoạn phim ngắn về thực nghiệm xã hội mang tên Trong điện thoại của bạn có bao nhiêu người bạn thường xuyên liên lạc? Những người tham gia thực nghiệm trong phim đều là những người có hàng trăm bạn bè trong danh bạ. Nhưng sau khi đạo diễn yêu cầu họ xóa hết những người xã giao không quan trọng, danh bạ của họ chỉ còn lại 2-3 người. Quen biết hàng trăm người, nhưng những người quan trọng thực sự lại chỉ có 2-3 người. Thì ra, chúng ta bận rộn cả ngày, săn đón, tiếp đãi này nọ, đều chỉ là những người không quan trọng. Dĩ nhiên, con người là động vật quần cư, xã giao là điều không thể tránh. Nhưng trong hơn 3 vạn ngày ngắn ngủi của đời người, thật sự không cần thiết phải bỏ thời gian và sức lực vào những mối quan hệ xã giao vô ích. Những người rạng rỡ sáng lặng đều có những khoảng thời gian ở một mình nhất định. Họa sĩ nhà văn Mộc Tâm, người Trung Quốc, từng ẩn cư trên núi Morgan 6 năm. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, tuyết rơi mù mịt, ông vẫn không hề nản chí. Trong khoảng thời gian đó, ông sáng tác được hơn 100 tiểu thuyết ngắn và vô số những bức tranh sơn thủy. Nhà văn nổi tiếng người Mỹ O. Henry, sau khi phải vào tù vì vấn đề sổ sách ngân hàng, ông đã tận dụng khoảng thời gian khô khan trong ngục tù để suy tư, chiêm nghiệm và sáng tác ra hàng loạt các tác phẩm truyện ngắn nổi tiếng. Nhà văn người Mỹ Thoreau cũng từng ẩn cư sống một mình trong một mảnh đất rừng bên cạnh đầm Wandon. Trong khoảng thời gian 2 năm ẩn cư đó, ông điềm nhiên tự lạc, hòa mình vào thế giới tự nhiên bao la rộng lớn. Khi có người hỏi ông có cảm thấy cô đơn không, ông nói: "Tôi nghĩ rằng thường xuyên ở một mình giúp tinh thần khỏe mạnh, kết bạn xã giao dù ở cùng những người giỏi cũng cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Đến nay tôi vẫn chưa tìm thấy một người bạn nào khiến tôi cảm thấy thân thiết và thoải mái như khi ở một mình." Giống như những gì mà nhiều người hiện nay thường nói, thà ở một mình chất lượng cao còn hơn là xã giao chất lượng thấp. Nếu như cảm thấy không tự tại trong bầy người ồn ả, không có phúc hưởng thụ náo nhiệt, thì hãy một mình sải cánh trên không trung như chim ưng, một mình luồn qua những khe núi như nước, một mình chống chọi với đêm lạnh như hoa, rồi tự cập bến đỉnh cao trong sự cô đơn vắng vẻ. Dù gì, con người sống ở đời không chỉ có ồn ả, không chỉ có xô xục, mà còn phải có những lúc yên tĩnh một mình.
quý nhân lớn nhất của đời người là chính mình. Tại sao chúng ta lại phải tham gia những cuộc tụ tập vô bổ? Tại sao lại phải bám phiếu khắp nơi? Có hai nguyên nhân chính. Một là muốn nhân duyên, hai là muốn nhân mạch, quan hệ xã hội. Hai điều này khiến một số người thường mang tâm lý ôm hy vọng vào sự may mắn, luôn lách khắp các nhóm bạn bè hư danh ảo mộng, được vào nhóm bạn sang quý giống như mượn được gió trời lên tận mây xanh. Nhưng thực ra, giống như nhiều người vẫn thường nói, muốn gặp được quý nhân thì đầu tiên bản thân mình phải là một người có năng lực. Nhân vật Tống Vận Huy trong bộ phim truyền hình Trung Quốc Lie of Flowing River, dù thành phần gia đình không tốt, không bao giờ xã giao hay bám phiếu nhân mạch, nhưng vẫn từng bước lên cao. Thứ mà anh dựa vào đó chính là bản thân mình. Thi đứng đầu toàn huyện nhưng kiểm tra chính trị không đạt khiến Vận Huy lỡ duyên với đại học. Anh đi khắp nơi cầu cứu, hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn đội nắng trối chang, đọc hết các chính sách trên Nhật Báo Nhân Dân để thuyết phục lấy lại thông báo trúng tuyển bị giữ. Vận Huy tự biết cơ hội đến không dễ, nên trong trường đại học anh chịu khó vươn lên, không bỏ qua bất cứ cơ hội học tập nào. Bạn bè rong ruổi vui chơi ngoài sân bóng, còn anh miệt mài đọc sách. Bạn bè bám phiếu quan hệ chạy chọt khắp nơi, còn anh bỏ ngoài tai mọi thứ. Cuối cùng, với tư cách là thủ khoa tốt nghiệp loại ưu, anh được nhận vào làm trong một nhà máy hóa chất tốt nhất thành phố. Người xưa thường nói, chỉ cần bạn mở lòng, gió mát tự tìm đến. Nếu bản thân không có bản lĩnh vững vàng, không có nền móng vững chắc, thì dù cúi đầu chắp tay thi lễ, cười cợt nịnh hót, cũng không thể cầu cạnh được một chút chiếu cố. Dù gì, xã giao có hiệu quả thật sự từ trước đến nay, không luận anh hùng bằng độ rộng, không định thắng thua bằng độ sâu. Hãy dừng lại mọi mối quan hệ xã giao vô bổ, bởi khi năng lực, tài nguyên và địa vị của bạn không xứng với dạ tâm xã giao của bạn, thì mọi thứ mà bạn làm chẳng qua chỉ là xã giao vô bổ. Hãy từ bỏ những suy nghĩ đi đường tắt, vứt bỏ những suy nghĩ giả tưởng. Phải trồng cây ngô đồng thì mới có phượng hoàng đến. Bạn phải nỗ lực thì mới tiềm tàng sức mạnh, tự tạo tương lai, thì mới không phải uống mình theo người khác, không phải tự mình hạ thấp mình. Nịnh bợ người khác không bằng tự rèn luyện chính mình. Phụ thuộc vào người khác không bằng tự nâng cao chính mình. Bởi quý nhân lớn nhất của đời người chẳng ai khác là chính mình. Nhưng trong cuộc sống có bốn kiểu người tuy rất bình thường nhưng lại là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Bạn nhất định nên thêm vào vòng kết nối của mình. Một mối quan hệ lâu dài là thứ tình cảm mà ở đó một người nói từ trái tim, một người hồi đáp bằng tấm lòng. Năm mới, vạn vật đổi mới. Trong năm qua, chúng ta đã gặp qua vô số người. Vòng tròn những người có thể nói chuyện với nhau ngày càng nhỏ lại. Những người có thể khiến bạn mở lòng, nói ra những điều thầm kín nhất lại càng ít hơn. Trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội, hơn 90% hợp thoại chỉ là những cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có những người suốt một năm liền chẳng nhắn với nhau lấy một câu. Nhưng không thể phủ nhận rằng trong danh bạ hoặc trên trang cá nhân, trên mạng xã hội sẽ luôn tồn tại bốn kiểu người tuy rất bình thường nhưng độc nhất vô nhị này. Họ khiến chúng ta trong mùa đông lạnh giá vẫn luôn cảm thấy ấm áp. Đây là thứ tình cảm hiếm có trong đời và cũng là tài sản quý báu của mỗi chúng ta trong cuộc đời này. Dù muộn thế nào, tôi vẫn luôn có mặt khi bạn cần. Vương Chí Văn là một diễn viên người Trung Quốc. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi 40 tuổi rồi, vì sao anh vẫn chưa kết hôn? Vương Chí Văn đã trả lời rằng vì tôi vẫn chưa gặp được người phù hợp. Vậy, người phụ nữ ra sao mới xem là phù hợp với anh?
Vương Chí Văn đáp một cách đơn giản và chân thành. Người tôi có thể nói chuyện, chia sẻ mọi lúc mọi nơi. Đúng vậy, nếu người cùng bạn chung sống cả đời, không ở cùng một tần số, không thể nói chuyện với nhau, vậy thì hôn nhân cũng sẽ chỉ là nhân chứng của một bộ phim dài tập, nơi mà cả hai diễn viên chính đều cảm thấy cô đơn. Trên mạng có một chủ đề được bàn luận khá sôi nổi như này. Hai vợ chồng cả ngày nói chuyện với nhau không quá 10 câu, sống sao đây? Ở khu vực bình luận, tới 90% bình luận của cư dân mạng đều có nội dung tương tự nhau rằng làm sao mà chịu đựng được? Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là vấn đề về lâu về dài, là nơi mà người nói cần có người nghe. Những chuyện em anh nói, anh em đều lắng nghe. Những chuyện em anh quan tâm, anh em đều xem trọng. Có người nói, bốn thời điểm khó khăn nhất cuộc đời. Đang ăn cơm, phải đợi thức ăn. Đang tắm, phải đợi nước. Đang xem, phải đợi quảng cáo. Đang nói chuyện, phải đợi hồi âm. Những tin nhắn, dù rất nhỏ nhặt, thậm chí linh tinh với nhau mỗi ngày, lại có thể trở thành nền tảng tạo nên một mối quan hệ lâu dài. Nếu bạn muốn tìm một nửa của mình, hãy tìm người trò chuyện với bạn dù đêm cút khuya tới đâu. Trong hôn nhân, có khi hai người nói chuyện được với nhau, hiểu nhau, cảm thông cho nhau, tình cảm vợ chồng mới không phai nhạt. Anh em sẽ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với em anh. Tình cảm giữa anh bạn đồng nghiệp Lâm và bạn gái luôn rất tốt. Có người từng hỏi xin kinh nghiệm, anh cười đáp, chia sẻ cuộc sống của nhau. Trong một lần đi công tác, máy bay lúc hạ cánh đã là đêm khuya, còn chưa kịp ra lấy hành lý, Lâm đã vội lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái, vừa đi vừa nói, anh hạ cánh rồi, em đi ngủ sớm đi, không phải lo cho anh đâu nhé. Trong danh bạ của Lâm, số điện thoại của bạn gái cũng chính là số liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Bạn gái rất thích đồ ăn, mỗi khi đến một thành phố mới và bắt gặp những đặc sản địa phương, Lâm sẽ chụp ảnh hoặc quay video và gửi cho bạn gái ngay khi có thể. Nếu có thể, anh ấy cũng sẽ mua về cho bạn gái. Bất cứ khi nào có chuyện gì đó thú vị xảy ra, Lâm sẽ chia sẻ với bạn gái của mình ngay khi có thể. Nếu bên cạnh bạn có một người thường xuyên cùng bạn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn mỗi ngày, vậy thì xin chúc mừng, đó biểu hiện của việc họ đang quan tâm đến bạn. Không phải họ không bận, chỉ là trong lòng họ có bạn. Tình yêu là vậy, tình thân và tình bạn cũng đúng như vậy. Một cốc nước ở 100 độ C không bao giờ nguội đi ngay lập tức. Sự lạnh nhạt trong một mối quan hệ chẳng qua cũng chỉ là sự tích tụ của những sự thờ ơ vô tình. Mối quan hệ dù sâu đậm đến đâu, khi mong muốn chia sẻ không còn, cả hai sẽ khó tránh được sự chia ly. Một mối quan hệ sẽ chia vui buồn, một sợi dây, trong đời anh có em, mới có thể giữ hai người bên nhau mãi mãi và ngày càng bền chặt hơn. Mỗi lần trò chuyện với cậu không phải là chỉ nói cho có. Một tác gia từng nói như vậy, tất cả nhân quả chẳng qua là sự tương tác. Việc duy trì một mối quan hệ cần có sự tương tác qua lại từ cả hai phía. Bá Nha và Tử Kỳ là đôi bạn tri âm thân thiết được truyền tụng qua nhiều đời tại Trung Quốc. Nhà văn người Trung Quốc Dư Hoa, tác giả của các tác phẩm như Phải Sống, Huynh Đệ và ca sĩ Lý Kiện, chính là phiên bản hiện đại của đôi bạn tri kỷ Bá Nha và Tử Kỳ. Mỗi khi nói về tình bạn giữa hai người, Dư Hoa đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh nói rằng Lý Kiện luôn hồi đáp lại anh mỗi khi có việc gì đó, thứ cảm giác khiến người ta cảm thấy an lòng. Khi Dư Hoa tìm thấy một bài hát hay, anh ấy sẽ gửi nó cho Lý Kiện. Lần sau khi gặp nhau, Lý Kiện chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe bài hát đó với Dư Hoa.
khi Dư Hoa đọc được một cuốn sách hay, anh ấy sẽ chia sẻ nó với Lý Kiện. Một bài hát, bạn có thể nghe nó chỉ trong vòng 2-3 phút, không tốn quá nhiều thời gian của bạn. Nhưng để thực sự đọc và ngẫm một cuốn sách thì lại không dễ dàng như vậy. Nhưng khi hai người gặp nhau, Lý Kiện không chỉ đọc cuốn sách mà còn rất nghiêm túc thảo luận về nội dung của cuốn sách với Dư Hoa. Một mối quan hệ lâu dài là thứ tình cảm mà ở đó một người nói từ trái tim, một người hồi đáp bằng tấm lòng. Nhiệt tình khi đã trao đúng người, câu chuyện sẽ cứ như vậy mà tuôn ra. Một khi đã gặp được người chân thành, không bao giờ tồn tại hai chữ bận rộn. Tác giả Liêu Tông trong cuốn Sự cô đơn của bạn, thất bại nhưng vinh quang có viết như này: Tôi đã từng rất muốn trò chuyện vui vẻ với ai đó, nhưng lại phát hiện ra rằng chủ đề chung vô số lần đã bị thay đổi và cũng bị vô số những ờ và ok đánh bại. Chúng ta đang sống trong một thời đại nơi mà dường như ai cũng sống rất vội vã. Vì vậy, hãy biết ơn người trò chuyện với bạn không phải chỉ để cho có, để duy trì quan hệ, để có gì sau này còn nhờ tới sự giúp đỡ. Bởi lẽ, họ sẵn sàng ở bên bạn và sẵn sàng dành thời gian lắng nghe bạn. Người luôn nhắc nhở bạn chăm sóc sức khỏe. Tin rằng, chung quanh chúng ta đều có một nhóm người như này. Họ không bao giờ quan tâm đến việc chúng ta có hoàn thành mục tiêu thăng tiến trong năm mới hay không, mà chỉ quan tâm đến việc chúng ta mỗi ngày có ăn ngon, ngủ tốt hay không. Họ gửi cho chúng ta một loạt những bài viết về sức khỏe, về tác hại của việc ngủ muộn hay xem điện thoại quá nhiều một ngày. Nhóm người đó chính là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta chỉ đọc hay một cái, rồi đôi lúc trách cứ cha mẹ chỉ toàn lo nghĩ vớ vẩn không đâu, chúng ta đồng thời cũng đang xem nhẹ một sự thật rằng đằng sau những kiến thức sức khỏe mà chúng ta cho là bố mẹ cứ hay làm quá lên, chẳng qua cũng chỉ là sự quan tâm giản dị và chân thành của cha mẹ dành cho con cái. Đáng tiếc là con người chúng ta lại thường xem nhẹ những người yêu thương mình nhất, để rồi tới lúc mất đi rồi mới hối hận thì đã không kịp. Ở tuổi 16, Tâm là một cô bé vô cùng hạnh phúc. Từ nhỏ tới lớn, sống trong sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ, khiến cô luôn xem tình yêu thương của cha mẹ là điều hiển nhiên. Dần dần, càng lớn lên, cô càng cảm thấy mệt mỏi với những lời cằn nhằn của cha mẹ, chỉ mong sớm sớm vào đại học để có thể sống xa bố mẹ. Và ông trời đã đáp ứng ước nguyện của cô bé, và lần xa nhau này không có cơ hội cho hai tự gặp lại. Cha mẹ của Tâm lần lượt qua đời vì bệnh tật năm cô 16 tuổi và 19 tuổi. Trước là mẹ, sau là ba. Kể từ sau khi ba mẹ qua đời, Tâm sống với bà ngoại, nhưng cô chưa bao giờ nguôi ngoai đi nỗi đau ấy. Từ lúc đỗ đại học cho tới khi đi làm, trong suốt 6 năm liền, cô không ngừng gửi tin nhắn cho ba mẹ đã qua đời của mình, kể về từng thứ chuyện nhỏ nhặt nhất xảy ra đến với cô mỗi ngày. Lúc buồn cũng gửi, lúc vui cũng gửi, lúc cảm thấy mất phương hướng cô cũng gửi. Hôm nay con hơi mệt, nhưng dần dần nó cũng sẽ hết thôi. Hôm qua, lúc gọi xe taxi, chú tài xế rất giống ba, luôn nói con gái phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt. Chỉ là những lời nhắc nhở từ một người lạ, nhưng con lại muốn khóc. Mẹ ơi, con mơ về mẹ đấy, nhưng con bỗng dưng lại tỉnh giấc mất rồi. Xin lỗi mẹ nhé, con sắp quên mất mẹ trông như thế nào rồi. Sau này, mẹ thường xuyên tới giấc mơ của con hơn nhé. Mỗi tin nhắn không chỉ là những dòng suy nghĩ miên man dành cho cha mẹ, mà còn là sự hối hận vô hạn. Hối hận vì đã không trân trọng và hiếu thảo khi còn có cha mẹ ở bên. Đợi tới khi biết trân trọng, đầu dây bên kia đã không còn những lời cằn nhằn của bố mẹ năm xưa, mà chỉ còn lại sự im lặng. Cây muối lặng mà gió chẳng ngừng,
còn muốn hiếu thảo mà người thân chẳng đợi. Chỉ những ai đã từng trải qua nỗi đau xé lòng khi phải xa cha mẹ mới hiểu được. Nếu bạn vẫn còn sự lựa chọn, hãy tử tế với những người mỗi ngày nhắc bạn ăn nhiều cơm, đi tắm, đi ngủ sớm, ít lướt điện thoại lại, hay gửi cho bạn những tin nhắn chăm sóc sức khỏe mà bạn chỉ lướt qua chứ không thèm đọc kỹ. Bởi đằng sau những dòng tin nhắn ấy là tình yêu thương chân thành và xa xỉ nhất mà chúng ta có thể có được trong cuộc đời này. Trong bộ phim hoạt hình của Nhật Bản có tên Lời thì thầm của trái tim, có một lời thoại như này: cả đời nếu chỉ nỗ lực vì chính bản thân mình, vậy thì cô đơn quá. Nếu có người mà bạn quan tâm cũng đang nhìn, đang đợi, đang mong chờ, đang hướng về phía bạn, vậy thì cuộc đời này sẽ không vô ích. Thế giới này rất náo nhiệt, dù chúng ta có bận rộn đến đâu, chỉ cần đầu dây bên kia có người hiểu được niềm vui, nỗi buồn của chúng ta, cuộc đời này vậy là đủ. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể gặp được và trân trọng thứ tình cảm ấm áp có thể gặp chứ chẳng thể cưỡng cầu này.